bạn sẽ lấy cái miếng vịt các bạn để lên thớt, và sau đó chúng ta dùng dao chúng ta cứa cái miếng vịt ra, các bạn chặt cái miếng vịt ra làm đôi, rồi như vậy chúng ta sẽ ra được 4 cái miếng vịt cho cái phần này. Và bây giờ các bạn sẽ đặt một cái chảo lên bếp, đun cái chảo cho nóng lên, và chúng ta áp cái da vịt xuống dưới cái chảo để cho nó chẳng mở ra. Khi chúng ta áp chảo được khoảng 3 phút, các bạn lật cái da lên, các bạn thấy nó hơi vàng vàng và nó đã tương mở, thì chúng ta lật qua cái mặt thịt. Gia vị chúng ta sử dụng là 5 gram bột ngọt, 5 gram muối, 2 gram tiêu, 20 gram hành và tỏi băm, và 3 gram đường, tức là chỉ khoảng nửa một cà phê đường thôi. Miếng vịt của bên nhóm 7 hiện nay đã vàng rồi, các bạn lấy ra và các bạn ướp gia vị ngay lập tức. Dùng cái bao tay chúng ta xoa đều cái phần gia vị này lên trên miếng vịt, tất cả các mặt của nó. Các bạn nhớ là cái miếng vịt vừa mới áp chảo xong đem ra mình ướp gia vị liền cho nó thấm, đừng có để khô, để miếng vịt nó khô lại, lát nữa ướp nó không có thấm gia vị. Sau khi chúng ta đã ướp xong cái phần vịt, các bạn để vịt qua một bên cho nó thấm. Cái thời gian chúng ta ướp vịt này là chúng ta sẽ ướp 1 giờ cho vịt thấm. Các bạn sẽ cắt ra chiều dài khoảng chừng 12cm và chúng ta xé sợi. Các bạn sẽ xé sợi nhuyễn khoảng chừng 5 ly như thế này nha. Sau khi các bạn xé xong, các bạn luộc lần thứ hai. Lần thứ hai các bạn luộc măng thả vào cho nước sôi 5 phút. 5 phút thôi thì vớt ra ngâm nước lạnh. Thứ nhất là cái gừng còn lại chúng ta gọt vỏ, chúng ta giã nhuyễn đi. Ngò thì các bạn sẽ cắt nhỏ ra để lát nữa mình nêm vào trong miếng ngan nha các bạn. Hành lá các bạn để cái gốc hành riêng nha. Đầu hành lá, đầu hành trắng á, thì các bạn chẻ sợi ra nha các bạn. Các bạn sẽ chuẩn bị các nguyên liệu sau đây để mình pha nước mắm nè. Thứ nhất là nước mắm. Chúng ta sử dụng 100 gram nước mắm. Gừng băm chúng ta sử dụng 30 gram. Đối với miền Nam thì các bạn sử dụng 50 gram gừng băm. Tức là cái lượng gừng của gừng băm của miền Nam thì sẽ nhiều hơn. Nước miền Bắc thì chúng ta sử dụng là 50 gram nha, 50 gram nước. Đường là miền Bắc chỉ có 5 gram thôi, ớt băm là 3 gram và nước cốt chanh là 10 gram. Miền Nam thì các bạn sẽ làm công thức theo công thức ở kế bên. Công thức của kế bên của miền Nam là gừng nhiều, nước ít và đường nhiều. Các bạn sẽ chuẩn bị phần vịt và phần dầu. Các bạn đặt cái nồi lên bếp, chúng ta cho khoảng chừng 40 gram dầu vào. Chúng ta phi hành tỏi cho thơm. Sau đó rút cái phần vịt mà mình đã ướp vào á, mình xào cho nó săn. Khi xào vịt đã chín rồi, các bạn sẽ nêm thêm 5 gram đường, 5 gram bột ngọt và 10 gram nước mắm. Chúng ta tiếp tục đảo để cho phần vịt này nó thơm. Kế đó các bạn sẽ vớt thịt ra và chúng ta cho măng mà mình đã xé nhỏ hồi nãy vào. Mình lại tiếp tục mình xào. Xào tiếp cái phần măng này, nêm vào một chút muối và bột ngọt. Xào măng thì cho muối và bột ngọt vào. Lượng muối chúng ta cho vào măng là 2 gram muối và 3 gram bột ngọt. Xào đều lên. Kế đó các bạn sẽ cho 1 lít rưỡi nước vào và chúng ta nấu lửa nhỏ để cho vịt và măng này nó mềm. Miếng của mình á là 200 gram, các bạn ngâm xong nó còn ra là 400 gram. Các bạn chia ra làm 5 tô, tức là mỗi tô là 80 gram nha. Bắt một chút xíu chanh vào, cho một muỗng cà phê nước mắm gừng vào, hành phi, hành lá đầy đủ. Khi mà dọn lên đây thì tôi sẽ dùng đũa trộn đều hết lên và tôi nếm chỉ có cái nước trong tô thôi. Cho nên khi các bạn nêm gia vị vào, các bạn nhớ cho đầy đủ hết tất cả những thứ ăn kèm vào trong tô, rồi chúng ta dọn lên. Gai các bạn sắc nhỏ ra nha các bạn, đừng để khúc lớn nha. Các bạn cắt một phân thôi. Các bạn rải một ít ngò gai, một ít rau thơm, một ít rau muống vào. Đầu tiên là các bạn nấu đều trên trung bình hết. Mịt ngang, vịt đó, chúng ta nấu đều mềm, ngon. Nước dùng thì tương đối, chứ còn không, chưa có sự đồng đều.
Nhưng mà cái số lượng mà những cái nhóm mà nấu ra cái nước được ngon á thì nó khá là lớn, nó trên 50%. Trong đó thì có những cái nhóm như là nhóm 6 và nhóm 7 là ngon nhất. Sau đó là đến nhóm 1 cũng rất là vừa ăn. 1 và 5 cũng là hai nhóm ngon, 2 và 3. Thì các bạn trụng cái miếng nó chưa có được kỹ, cho nên là ăn cái vị nó còn cứng cứng mà nó không có thấm được cái gia vị của cái nước lèo vô. Thứ hai nữa là cái vịt á, các bạn ướp gia vị có lẽ là các bạn bóp không kỹ, hoặc là các bạn bỏ cái lượng muối nó không đủ, cho nên nó cũng không có đậm đà cái miếng vịt. Đối với nhóm 6 và nhóm 7, lát nữa các bạn lên các bạn sẽ thử, các bạn thấy cái nước á, cái nước nó ngọt mà nó ngọt của cái vịt nó ra, chứ nó không phải ngọt đường. Nhóm 1 thì cũng khá ngon, nhưng mà có cái vị ngọt hơi dư đường ở trong đó một chút xíu, chứ nó không phải là ngọt thịt. Về cái vị của nhóm 6 với nhóm 7 thì nó hơi có cái khác nhau, là vì nhóm 7 có cho chanh vào và nhóm 6 thì không cho chanh. Nhưng mà cả hai nhóm cái vị đều là chuẩn, và các bạn sẽ nấu theo cái vị chuẩn như vậy. Nếu các bạn nấu theo đúng cái công thức thì ngay nhóm 7 và nhóm 6 không có xê xích thêm một chút công thức nào hết. Cho nên các bạn có thể theo đúng cái công thức đó để mà nấu. Chỉ có là cái độ lửa, cái thời gian chúng ta xào vịt, thời gian chúng ta ướp vịt và cái cân lượng các bạn cho chính xác một chút thì món này các bạn sẽ thành công. Nhóm 6 và nhóm 7 cũng có một chút khác biệt, mà nhóm 6 luộc cái măng nó kỹ hơn cho nên ra cái nước nó trắng. Còn nhóm 6 thì luộc đúng theo tôi hướng dẫn thì nước nó sẽ ra nâu nâu. Nhưng mà thật ra những cái món mà nấu măng thì thường nước nó sẽ ra nâu nâu đều chấp nhận được, không nhất thiết là phải thật trắng. Và cái mùi măng nó cũng đã được tẩy hết rồi, nó không có bị hôi măng. Cho nên là đây là một cái món mà hai nhóm miền Bắc các bạn đã nấu rất là thành công. Và các nhóm miền Nam chúng ta chú ý lại một chút xíu để chúng ta chỉnh cái vị cho giống như vậy, đừng thêm bớt gì hết.